lọc cho các bạn. Hôm nay này mình ra ngay ngày vườn sau nhà mình thôi các bạn, mà mình thấy rất nhiều cây thuốc quý các bạn. Đây là cái cây diệp bàn châu trắng này các bạn, các bạn thấy không? Cái diệp bàn châu trắng này các bạn search trên Google thì sẽ thấy rất là nhiều bài thuốc có thể làm thuốc hoặc làm trà. Bên kế bên cạnh nó thì các bạn có thấy sẽ có cây diệp bàn châu tía, nhưng mà các bài thuốc đây diệp bàn châu tía này các bạn, nhưng mà các bài thuốc mà trên mạng thường mặc định sẽ là cái diệp bàn châu trắng này nha các bạn. Các bạn nhìn nhận dạng này là cái lá nó tơ tơ, nó giống cái lá me đất và cái hạt nó dọc theo chiều lá các bạn. Cái cây này nó khác cây me đất, là cây me đất thì nó là cái dây bò trên mặt đất, còn cái cây này nó mọc lên thành cây và có nó có thể có ra những cái cành nữa. Đây các bạn nhìn này, bạn sẽ thấy đặc điểm nhận dạng cây diệp bàn châu trắng này các bạn. Các bạn nhớ nhá, đây là diệp bàn châu trắng, có rất nhiều các bài thuốc được ứng dụng từ cây này, các bạn có thể search Google. Ngay phía dưới tay mình nó có một cái thuốc khác nữa, là cái thuốc mà mình hay lấy đi mang cho chùa để mình làm trong clip khác. Và các bạn chú ý cái diệp bàn châu trắng. Còn đây các bạn nhận ra cái gì không? Chắc rất nhiều bạn nhận ra đây là cái ổi nha các bạn. Cái ổi này thì đây là cái mầm ổi nhà mình, nó chặt đi và nó mọc lên. Thì cái lá ổi này, cái lón ổi non, cái lá ổi non ấy nó dùng trong rất nhiều bài thuốc, đặc biệt là trị tiêu chảy các bạn. Vì nó có vị chát, những cái vị chát là thường là trị tiêu chảy rất là tốt. Ngoài cái lón ổi ấy, và lá ổi non non mà trị tiêu chảy ấy, thì thường ở quê mình hay dùng một thứ khác, đấy là cái trái ở ngoài Bắc gọi là trái sầu riêng, trái hồng xiêm các bạn, xin lỗi, trái hồng xiêm. Còn miền Nam gọi là trái saboche, cái trái lon á, cái trái lon thì nó mới có vị chát, nó có nhựa nó chát á. Còn cái trái chín là cái trái mà các bạn hay ăn sinh tố hoặc là dùng để ăn. Còn cái trái lon, cái trái saboche lon á, trái hồng xiêm lon đấy là dùng trị tiêu tẩy, trị bệnh tiêu chảy rất là tốt. Vì trái đấy thì các bạn cứ gọt ra thôi, gọt sắt nó ra, xong chấm muối ăn. Nó cái lá ổi thì cũng tương tự như vậy, chỉ tiêu chảy lá ổi cũng vậy, là dùng cái lá ổi non hoặc lá ổi non và dùng muối đây các bạn, dùng muối hạt nhá. Các bạn có muối hạt hoặc là có muối tinh cũng được hết. Các bạn quấn một cái hạt muối vào thôi, số lượng muối nó vừa đủ thôi, đừng mặn quá, ăn mặn quá cũng bệnh tim. Bạn quấn vào lá ổi này để cho nó đỡ chát thôi, mục đích là mới chát này. Nên muối tinh thôi, mình hay dùng muối hạt, muối hột nhé các bạn, quấn vào ăn nhai rồi nuốt cả bã nước chỉ tiêu chảy. Đó thì các bạn thấy rằng là ngay trong vườn nhà các bạn hoặc là trong chậu cây kiểng hoặc là trên đường các bạn đi, các bạn sẽ gặp rất nhiều các cây thuốc quý mà nhiều khi chúng ta không biết hoặc chúng ta không để ý. Các bạn chú ý, nhiều khi là những cái trong những trường hợp mà đặc mà nghiêm trọng, đặc biệt là mà không kịp đi ra ngoài mua thuốc hoặc là như nào đó mà ngay trong vườn có thuốc mà các bạn thì không biết. Cảm ơn các bạn đã xem clip, các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình làm thêm clip mới nhé. Cảm ơn các bạn. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé.